đầu tiên bài đoạn văn các bạn quan sát câu hỏi nhá câu hỏi này thì sa nio ruto dataの分析の力をつけるにはどうすればいいか đó là gì để mà trang bị được cho bản thân cái uh, năng lực phân tích dữ liệu ấy thì nên làm gì đúng không? À, chúng ta quan sát này thì các bạn thấy nhá ở đây nó có này đấy các bạn để ý ở đây người ta có viết một cái câu đấy là khi mà nâng cao cái khả năng đọc dữ liệu đấy, thì cái gì là quan trọng vậy thì chắc chắn là cái này là cái quan trọng các bạn nhìn thấy này đây toàn bộ cái này là cái quan trọng thì cái đấy là cái gì tôi cứ chỗ mi tsuke ni kyo naga data bunseki o suru nó bảo là gì đây nó bảo là uh, cái việc um, quan trọng đó là gì đó là chúng ta phân tích chúng ta vừa nhìn bảng đúng không nhỉ chúng ta vừa nhìn cái bảng mà nó khó nắm bắt được đặc trưng đấy chúng ta nhìn cái bảng khó nắm bắt được đặc trưng hơn và chúng ta sẽ phân tích cái dữ liệu nhá đấy vậy thì có nghĩa là gì ở đây người ta đưa ra hai cái yếu tố là bảng và biểu đồ hiểu và sự đúng không nhỉ thì các bạn cũng biết rồi bảng là những cái mà nó nó trình bày dưới dạng là gì đây nó trình bày dưới dạng chẳng hạn như là gì đây nhỉ đây xong là nó có các cột nhá. Có các xong là nó kẻ ra nó ghi các giá trị đúng không? Đây này. Đấy kiểu vậy, xong nó ghi từng cái từng cái giá trị vào đây, ví dụ tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C xong các giá trị ở dưới này. Đấy, đây là bảng. Còn biểu đồ thì có rất nhiều loại, ví dụ biểu đồ hình biểu đồ hình quạt này, biểu đồ hình gì nhờ, Biểu đồ hình uh, cột vân vân, các bạn biết rồi. Thì ở đây người ta đang bảo là gì? Uh, người ta bảo ấy là cái quan trọng câu hỏi này câu hỏi là cần phải làm gì thì cái quan trọng này chính là cái cần phải làm vậy thì cái cần thiết ở đây đó là uh, chúng ta nhìn bảng vậy thì các bạn sẽ xem những cái nào mà nói là nhìn biểu đồ chúng ta loại đi ví dụ các bạn thấy nhá câu số 3 nó bảo này omokominikizukyasu node sakini miru nó bảo là trước hết là chúng ta cần phải nhìn biểu đồ à, đấy là sai đúng không tương tự số 4 cũng vậy nhìn biểu đồ là sai đấy là cái cách mà chúng ta làm bài để chọn nhanh là như thế thì bây giờ còn mỗi một với hai thôi là nhìn bảng trước đúng không thì rõ ràng là chúng ta xem có phải là trong cái câu này ấy, nó bảo là cái bảng là cái mà khó nắm bắt được đặc trưng mà câu một lại bảo là cái bảng là cái dễ nắm bắt đặc trưng loại luôn đấy như vậy là đúng đây sẽ còn đáp án hai Đó là chính xác đấy là cái cách mà chúng ta không cần phải đọc hết cả bài mà chúng ta chọn được là như vậy thế nhưng mà tất nhiên để mà làm được điều đấy thì chúng ta cần phải luyện tập rất là nhiều ấy, kinh qua rất là nhiều cái 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 kỹ năng thì mới có thể uh, chọn nhanh được như thế nhá. Bây giờ này, giả sử đọc để hiểu thì xem người ta nói gì, người ta bảo ấy. Thông thường ấy, thông thường ở giữa cái bảng và cái biểu đồ thì người ta hay nói là người ta hay nói là này, cái biểu đồ ấy nó sẽ dễ nắm bắt được cái đặc trưng, Đấy, biểu đồ dễ nắm bắt đặc trưng này, à Dakaratoite có nghĩa là mặc dù là nói như vậy đấy thế nhưng mà gì thế nhưng mà không biết là liệu rằng ấy nó có phải là cái đặc trưng đấy cái đặc trưng gì đây cái đặc trưng mà mình đã tìm thấy mình đã nhìn thấy như vậy không biết rằng ấy đấy liệu rằng có phải là cái đặc trưng mà thật sự có ý nghĩa hay không có nghĩa là cái graph cái biểu đồ dễ nắm bắt đặc trưng nhưng mà chưa biết được đặc trưng đấy là có phải là đặc trưng mang ý nghĩa hay không người ta nói tiếp

sặc các cự ở đây người ta ghi là căng chi ngay có nghĩa là cái sự ngộ nhận cái sự hiểu nhầm không phải đơn thuần chỉ là cái sự hiểu nhầm đấy mà mà sao mà sau khi mà bằng bằng cái việc này người ta giải thích tại sao cái 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 việc mà nhìn cái biểu đồ ấy nó lại dễ um, nó lại có cái cảm giác là không biết cái đặc trưng đấy liệu rằng có phải mang ý nghĩa thực sự không là bởi vì khi mà chúng ta nhìn cái khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ấy thì chúng ta thường mang cái như người ta giải thích ở đây là omomi đó là chúng ta thường mang cái 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 định kiến khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đấy thành ra là cái việc kiểm chứng nó trở nên rất là khó chính vì vậy đầu tiên đầu tiên là gì đầu tiên là chúng ta sẽ điều quan trọng khi để để nâng cao cái khả năng đọc dữ liệu ấy đó là cái việc chúng ta sẽ nhìn vào cái cái bảng cái hiểu cái bảng mà cái khó nắm bắt đặc trưng để phân tích dữ liệu và làm như vậy thì thông qua cái việc mà rèn luyện cái kỹ năng đọc dữ liệu của bảng thì một ngày nào đó cái khả năng mà tránh những cái nhầm lẫn từ biểu đồ cũng được tăng cường Đấy, thì đây là cái bài số 53 nhé Cách chọn đáp án thì nó đơn giản chỉ cần đọc mỗi cái câu này là chọn được đáp án luôn rồi thế nhưng mà để dịch thì đôi khi là nó cũng hơi khó các bạn lưu ý các bạn tham khảo thêm. Tiếp theo bài 2 bài 2 là bài uh, uh, văn bản uh, gì nhỉ văn bản uh, business mail văn bản mang tính chất uh, công việc các bạn uh, xem câu hỏi của người ta này tôi cứ biết tên xét tố khởi Nani để ký người ta bảo là uh, khi mà mua cái xét triển lãm đặc biệt đấy thì có thể làm được điều gì này vậy thì chúng ta để ý cái từ gọi là tục biết tên thì các bạn thấy ở trên này có phải là người ta đang giới thiệu đúng không tục tục cứ biết tên set tổ nhá thì các bạn thấy là cái đoạn này này nó chỉ gì nhỉ đoạn này là nó, nó đang giới thiệu về cái 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 vé vào đấy đoạn quan trọng thì nó sẽ là nằm trong cái khung này là chính này đây thì bây giờ các bạn đọc kỹ cái đoạn này xem người ta nói gì người ta nói này bưng kyo tsu ryo đó là chúng tôi bán những cái vé sử dụng chung cho các cái cơ sở cho các cái công trình hạng mục văn hóa. Konokawa Shinai 5つの博物館や美術館などの文化施設にそれぞれ1回ご入場できるチケットです. Đó là gì? Thực ra cái đoạn này cũng chưa quan trọng lắm đâu, bởi vì sẽ cũng nhìn để ý không kỹ lắm ấy. Cái cái kỹ bắt đầu ở TikTok biết tên ở ở sau đây này, đấy rồi bộ, coi như cái đoạn này thì đằng nào cũng dịch thì dịch qua một chút nhá cái vé này ấy, là một cái vé mà gì mà um, uh, có thể gì nhỉ? có thể vào ấy có thể vào cái gì có thể vào được những cái cơ sở văn hóa chẳng hạn như là các cái bảo tàng mỹ thuật hay là các viện bảo tàng có năm cái ở trong thành phố ấy thì cái vé này là cái vé 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 đây nhá cái vé này đang nói đến ở đây chứ không phải là cái tục cứ biết chữ tên xét tội Đấy, đoạn này là cái đoạn mà đôi khi là đọc nhiều khi là thành gây gây gây, gây, gây rối này gây nhiễu này cái quan trọng là cái đoạn có cái từ tục cứ biết tên này nó giống như là cái ở dưới này đấy có cái cụm này chưa vậy thì chúng bây giờ chúng ta sẽ xem ở cái đoạn chính này người ta sẽ nói gì đó là mà ta bưng cơ si xét kiêu sư điêu nhị Tokubetsu ten waribiki ticket to tsuketa tokubetsu ten setto mo hanbai itashimasu. Đó là chúng tôi cũng bán cái set triển uh, lãm đặc biệt mà có đính kèm cái vé giảm giá của triển lãm đặc biệt ở những cái vé mà mua ở trên này. Đấy. Tokubetsu ten no go nyuujou ni wa tsuujou ikkai 1000 en kakarimasu ga tokubetsu ten setto nei tsuu toku betu toku betu ten set to de kaku c set su no toku betu ten no naka kara hitotsu ni kagiri waribiki ka ga kure de ikkai nyuujou dekimasu có nghĩa là gì? Đó là bình thường khi mà vào những cái triển lãm đặc biệt đấy, thì thông thường là một lần sẽ mất một sen. Thế nhưng mà với cái uh, cái 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 set đặc biệt này thì sao đoạn này là cái đoạn quan trọng nhất này cái điều có thể làm này đây người ta bảo là có thể làm gì thế này thì đây nó có cái dạng thức là đề ký sự nhá bây giờ vấn đề là chúng ta cần xem cái đề ký sự này cụ thể là gì với cái này thì này à được một lần này có thể vào một lần với cái giá với cái mức giá được chiết khấu được giảm giá giới hạn trong một thì tốt xứ nghĩ cả đi tức là giới hạn trong một cái trong số các tục viết chữ tên trong số các cái 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 triển lãm đặc biệt của các cái các cái của các cái uh, cơ sở có nghĩa là gì có nghĩa là với cái vé với cái tục viết sự tên này ấy, thì được một lần được chọn ra một cái cơ sở văn hóa một cái triển lãm và được vào một lần trong cái đó vậy bây giờ các bạn sẽ xem cái nào đúng bây giờ các bạn xem uh đây số 3 này năng cài đề mộ bao nhiêu cũng được là sai bao nhiêu cũng được là sai loại luôn còn 1 với 2 1 2 này 1 2 nhá đoạn đầu tiên giống nhau coi như là không cần quan tâm đến mỗi cái thì được vào một lần đấy nhưng cái đoạn sau đây là cái mà chúng ta cần quan tâm xem cái nào là cái chính xác này ví dụ cái số 1 nó bảo này sarani waribiki ka kagakude cứ biết tên đi Nó dùng cái từ gọi là từ ikai sự có nghĩa là gì? Có nghĩa là với mỗi một cái triển lãm uh, đặc biệt ấy thì được vào một lần. Đấy các bạn biết rồi cứ sự ở từng chút từng chút một Nó áp dụng cho từng cái một. Đây không phải. Người ta bảo là chỉ được một lần thôi. Cho nên là gì đây? Cho nên là cái 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 gì nhỉ? Cái này là sai nhá. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 2 là đoạn chính xác đáp án số 2 đằng sau nó nói gì nó bảo là à uh, có thể vào một lần vào một trong những cái triển lãm đặc biệt này với mức giá chiết khấu ấy thì là trùng khớp với nội dung này còn cái về trước này này thì nó là cái ý của cái 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 phía trên đấy như vậy là đáp án đúng của ta sẽ là số 2 chứ không phải là đáp án ờ không phải là đáp các án còn lại như là ba hay bốn hay là số 1 đấy đấy là cái câu số 54 nhá theo câu uh, 55 câu 55 này người ta bảo là uh, tác giả này tác giả nghĩ ấy, cái điều quan trọng khi mà viết luận văn để mà viết luận văn là cái gì đây là câu hỏi là cái điều quan trọng khi viết luận văn đúng không thì các bạn quan sát ở đây xem những cái biểu hiện nào diễn tả cái điều đấy là điều cần phải làm thì các bạn thấy này ở đây chúng ta thấy có cái đoạn um, thể Na bàn nai là một này. Đấy, những cái từ nào diễn tả cái mức độ người ta nhấn mạnh nhỉ? Tiếp theo chúng ta có cái cụm mà... đâu nhỉ? Đây, shikari là một cái từ ngữ thể hiện cái 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 sắc thái nhấn mạnh của của người viết. Tất nhiên không phải bài nào cũng chỉ có nhìn một tí là ra ngay, có bài các bạn vẫn cần phải đọc uh, khá là nhiều đấy đọc gần như là đọc hết cả bài cả đoạn thì mới chọn được chứ không phải là cái bài nào mà cũng nhanh nhanh chóng chóng để chọn ra đáp án nhanh là không 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 có được cái điều đấy. Bây giờ chúng ta xem thử này. Thử xem hai cái đoạn câu này có giúp được chọn đáp án không này Người ta nói này. Toyu koto Có nghĩa là chúng ta để mà viết được luận văn ấy thì chúng ta cần phải nhạy cảm, bin càng đây là mẫn cảm, nhạy cảm, nhạy cảm với ngôn từ, Đấy, nhạy cảm với ngôn từ này. Xong người ta có cái từ sikas là một từ chuyển mạch. Vậy thì nội dung đằng sau sikas khá là quan trọng. Rồi đọc luôn cái câu đằng sau sikas là gì nhá. Người ta bảo này, so wa kanarazu shimo na motomo motomorashi kotoba o umaku ayatsure na kereban Người ta phủ định này người ta bảo ấy thế nhưng mà điều đó không phải là nhá, điều đó không phải là cái việc mà chúng ta uh, điều khiển này chúng ta sử dụng một cách khéo léo những cái từ làm sao những cái từ icanimo à, những cái từ mang tính chất là bản chất mang tính chất là đặc biệt có nghĩa là mặc dù nói là gì mặc dù nói là phải nhạy cảm với từ ngữ thế nhưng không có nghĩa là chúng ta cần phải sử dụng ngôn từ thật khéo léo thật thật là chính xác thật là đặc biệt gì cả đấy người ta nói vậy mưu đúng hơn là hoặc là ngược lại vậy thì cái đằng sau mưu này là cái quan trọng đằng sau mưu các bạn xem là người ta nói gì người ta bảo này mino à no mini tsuita fudan fudan wa nani ge naku ni suginai yo na kotoba o ichi ichi shikari to torae naoshi À, đằng sau đây là cái điều mà người ta khuyên chúng ta cần làm nhé. Có điều là cái đoạn này nó cũng hơi từ mới nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà từ mới thì người ta cũng đã giải thích cho các bạn dưới dạng uh, chủ các chú thích hết rồi. Chẳng có cái từ nào mà khó, mà, mà 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 khó trong đây hết. Những cái từ nào mà khó người ta đã giải thích hết ở dưới dạng chú uh ý rồi. Bây giờ thử xem này, người ta khuyên cái gì? người ta bảo là không cần phải dùng những cái từ mang tính chất là đặc biệt hay là uh, thể hiện cái bản chất cụ ngôn từ những từ đao to búa lớn làm gì cả mà trái lại trái lại là dùng những cái từ như nào những cái từ này nha các bạn thấy ở đây có cái từ này những từ như như thế nào đây những cái từ mà uh, các bạn đã trang bị được cho bản thân này những cái từ mà đây nani nó người ta biết là gì icic này đấy à những cái từ ấy mà gì đây mà bình thường, mà phư đăng, mà bình thường ấy, các bạn các bạn sử dụng một cách vô thức, các bạn không có ý thức được nó là 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 như thế, đấy, tức là những từ rất là đỗi bình thường mà chúng ta đã trang bị được trong cuộc sống hàng ngày, người ta bảo là à khi mà chúng ta uh, nắm bắt nó một cách uh, từng từ từng từ nhé, chi là từng cái từng cái, nắm bắt từng từ này một cách rất là chắc chắn đấy, thì sao đây, thì chúng ta sẽ biến nó thành một cái thứ mà Chúng ta sẽ biến nó thành một thứ gì đây cả tê rự. thành một cái thứ mà gì nhỉ một cái thứ mà chúng ta có thể có được cái sự uh, tin tưởng chắc chắn đối với bản thân đấy. Vậy thì bây giờ cái từ đấy là từ như thế nào là những từ gần gũi mà bản thân đã trang bị được trong cuộc sống hàng ngày không có đặc biệt gì hết là cái đáp án chính xác bây giờ các bạn sẽ xem cái nào là cái đúng nào câu 1 Okôô tô báoAC các cứnick cô tổ đó là cái việc mà cố gắng sử dụng nhiều từ ngữ một cách chính xác không phải là không phải là nhiều hay ít đấy, không phải là nhiều hay ít mà là cái mức độ của từ đấy là những cái từ mà quen thuộc ở trong đời sống câu 2 đó là gì tục biết là cô tô báo ni chi đó là sử dụng những cái từ đặc biệt ở trong bối cảnh hàng ngày không phải là sử dụng từ đặc biệt nhá người ta đang phủ định đây tôi quyết tự là một tô mộ rashi cô tô báo xong đuôi là đế quận này này đọc không kỹ thì sẽ mất cái này là không biết cho rằng cái này đúng nhưng mà đây là sai câu 3 atarashi cô no imio shikari nào câu ba nói là ý nghĩa mới những từ có những cái ý nghĩa mới của từ không hề nói ý nghĩa mới của từ ở đây loại như vậy đúng ở đây chỉ còn đáp án số 4 đáp án số 4 tại sao lại đúng bởi vì nichijo tsukateru kotoba no imi o tashikame nagara tsukau koto đó là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng, chúng ta vừa xác nhận lại ý nghĩa của từ mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Đây các bạn nhìn nhé, dùng IKE này. Nichijo tsukatteiru chính là phư đằng tsukatteiru. Tiếp theo, chỗ nào nói là xác nhận cái ý nghĩa của từ đấy? Đây. Xác cái ý nghĩa xác nhận đây nhá. Đây chúng ta chúng ta biến cái ý nghĩa đó này đây các bạn thấy cái ngữ pháp của chúng ta đấy là N1 O oh, N2 Nhi Sư Đự Trong đó N1 là gì? N1 là Sono Imio này N2 này Là Mono Đằng trước Mono là cái bổ nghĩa Chúng ta biến cái ý nghĩa đó thành một cái thứ mà làm sao? Biến cái ý nghĩa đó thành một thứ mà chúng ta mang cái sự tin tưởng Một cái sự tin cậy chắc chắn Thì chính là gì đây? Chính là xác nhận cái ý nghĩa của cái từ đó như vậy đúng ở đây sẽ là 4. Đấy, thì đây là cái uh, cách làm bài. Còn ở trên người ta viết thêm cái tí gì đây nhỉ? Người ta bảo là cái luận văn ấy là cái thứ mà chúng ta viết bằng ngôn từ. Là một điều đương nhiên. Thế nhưng ấy nó lại một điều quan trọng nhất. Có nghĩa là chúng ta cần phải rất là nhạy cảm với lại ngôn từ khi chúng ta viết luận văn. Thế nhưng điều đó không phải là chúng ta cần phải sử dụng một cách thuần thục những cái từ ngữ mang tính chất đau to búa lớn đặc biệt gì cả mà ngược lại chúng ta chỉ cần dùng những cái từ ngữ mà chúng ta uh, đã trang bị được cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta bình thường chúng ta sử dụng một cách uh, vô thức thôi. Chúng ta làm sao chúng ta nắm nắm được cái nghĩa, cái cách sử dụng của nó từng từ từng từ một và biến nó thành một cái mà giúp chúng ta có cái sự tin tưởng chắc chắn. Đấy. Thế đây là cái lời khuyên mà khi uh, viết luận văn. Tiếp theo, bài số 4 này. Bài số 4 người ta nói đó là Konome de motto tsutaetai cái điều mà muốn nói nhất qua cái văn bản này là gì câu hỏi là một tốt một tay tay thì các bạn quan sát với cái dạng này chúng ta sẽ lên bài tìm các biểu hiện diễn tả cái việc nhờ vả hoặc là gì hoặc là thông báo tình hình đúng không các bạn quan sát này thực ra thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái đoạn này bắt đầu vào cô bắt đầu trình bày vấn đề đấy Đây còn những cái câu mà thể hiện trực tiếp cái 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 vấn đề ấy, nó sẽ là những cái câu mà diễn tả cái việc mà người ta người ta làm đây cái cái câu này thì cũng có onega itasimas nhưng mà nó chỉ là một câu chào thôi cho nên là cũng không quan trọng lắm vậy thì câu quan trọng nhất ở đây ấy là câu này đúng không nhỉ thế nhưng mà không phải là nhiều khi là một câu này mà chọn được ngay đáp án được ở đây người ta còn nói là Dohinkano jiki wa kongetsu aratamete itashimas. Đó là gì? Đó là uh, cái kỳ hạn có thể giao hàng thì chúng tôi sẽ thông báo lại vào trung tuần tháng này. À vậy có nghĩa là có thể là cái việc mà mà đặt hàng ấy đã không tức là cái cái kỳ hạn ban đầu ấy đã không không thể thực hiện được cho nên là người ta mới phải thông báo. Đấy, bây giờ thử đọc lên một chút nhá đây bắt đầu cái đoạn đoạn này thì cảm ơn khi đặt hàng thì không không phải là quan trọng lắm này các bạn xem cái câu này người ta nói gì người ta nói là đô um, kỳ ở đây là cái cái máy mà người ta đặt ở trên đây này chính là cái 8 QPS đây này cái loa speaker cái 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 sản phẩm cái cái sản phẩm đấy ấy thì kể từ khi chúng tôi bán ra vào tháng tư thì cái việc cái cái việc bán ra cái việc bán hàng ấy nó vượt trên mức mong đợi của chúng tôi, thành ra là cái việc sản xuất nó không theo kịp. Ôi là theo kịp thì đây là không theo kịp. Có nghĩa là bán hàng thuận lợi quá, sản xuất không có kịp. Genzai kai gai no kojo demo taiō shite orimasu ga go shitei no kijitsu. Đây. Ờ 6 tháng 28 ngày de no nobi wa muzukashii desu. Đó là gì hiện tại thì các nhà máy ở nước ngoài cũng đang tai ô cũng đang xử lý thế nhưng cái việc mà giao hàng vào cái 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 ngày mà quý vị đã đã, đã chỉ định đấy, quý vị đã 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 đã, 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 đã mong muốn đấy đó là ngày 28 tháng 6 là đang trong cái tình trạng rất là khó vậy thì cái kỳ hạn mà có có thể giao hàng vậy thì chúng tôi sẽ thông báo lại trong tháng này à, Vậy thì người ta nói gì người ta nói như thế vậy bây giờ các bạn xem cái điều muốn truyền tải nhất là gì nhá câu 1 này người ta bảo này ngày mà ngày giao hàng của sản phẩm này nó sẽ là trung tuần tháng này trung tuần tháng này có phải là ngày giao hàng không trung tuần tháng này là ngày người ta thông Ô, báo tháng. đúng rồi ngày có khả năng chứ không chứ không phải là gì đây chứ không phải là người ta sẽ gì đây nhỉ người ta sẽ cho vào đây nhá loại câu này tiếp theo câu 2 nhá Câu hai nói gì? À, cái việc gì nhỉ? Cái việc mà cái hàng này ấy, ấy người, à, người ta sẽ thông báo ở vào trung tuần tháng này cái việc là giao hàng này có thể hay không? Có phải không? Tại sao câu này lại sai? Người ta là nói... ừ. câu hỏi là câu một tốt mộ từ tay tay đúng không? Câu hỏi là cái điều muốn truyền tải nhất ấy Thông tin này thì có có sai không nhở? Đây, xem lại nhé. Đó là người ta sẽ thông báo vào trung tuần tháng này, xem là cái hàng này có thể uh, cái gì nhở? Người ta sẽ thông báo vào trung tuần tháng này, xem cái việc giao hàng này là có khả năng hay không. À, có phải là người ta thông báo là cái việc giao hàng là có khả năng hay không vào vào vào? Uh vào gì nhở? vào trung tuần tháng này không? Ở đây các bạn xem kỹ câu này nó nói gì nó Cái thời gian mà có thể giao hàng ấy. Đấy, thời gian có thể giao hàng thì chúng tôi sẽ thông báo lại vào trung tuần tháng này. Tức là chắc chắn là người ta sẽ phải giao hàng. Đấy, chứ không phải là cái việc là người ta thông báo là có giao hàng hay không nhá. À, với lại đây cũng không phải là điều mà người ta muốn truyền tải nhất, muốn truyền tải nhất ấy, đó là gì? Đó là cái tình hình là đang sản xuất không theo kịp và chúng tôi sẽ gì đây chúng tôi sẽ không thể nào mà giao hàng vào trong cái 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 kỳ hạn quý vị chỉ định được cái này chỉ là thông tin bổ sung thôi cho nên là câu hỏi là một tô mộ tay tay thì không chính xác loại này câu số tận 3 câu số 3 nói rằng là cái việc mà không thể giao cái sản phẩm này vào cái ngày giao hàng chỉ định đúng rồi đó đúng là ba đây là cái nội dung chính của cái email câu số 4 này đó là cái sản phẩm này ấy, nó bán vượt mức kỳ vọng và không thể nhận thêm cái đặt hàng được nữa, không hề nói là không thể nhận thêm đặt hàng. Đấy, đúng đây sẽ là sam bằng nhá. Câu này nếu mà sai thì các bạn sẽ thường bị nhầm lẫn với câu số 3. A à, câu số 2, thì lỗi, câu số 2 không phải là cái điều muốn truyền tải nhất. Đó là điều muốn truyền tải nhất ấy, là cái lần đặt hàng này là chúng tôi không đáp ứng được cái 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 yêu cầu về việc uh, giao hàng vào ngày chỉ định mà chúng tôi sẽ cần phải um, suy nghĩ cân nhắc thêm và thông báo lại tiếp theo bài số 5 bài số 5 là một bài uh, điều hợp với suy nghĩ của tác giả là gì đúng không uh, thì cái bài này thì cũng uh, để mà làm cái bài này thì chúng ta sẽ không có cái hin tội gì để mà chọn nhanh như mấy bài kia nữa chúng ta sẽ xem qua người ta nói gì nhá người ta nói này uh, nói chung toàn bộ những cái này ấy là những cái lý do lý chấu của mấy cái bạn uh, bạn bạn vận động viên ví dụ ni Danste Mo Moraynai nó là gì đấy đó là không được cho tham gia trận đấu này rồi thì Kan Tokura, Kojito, Kondo ga Haru, đấy đó là cái sự hòa hợp giữa uh, không có cái sự hòa hợp giữa không có sự hòa hợp với lại uh, huấn luyện viên rồi thì gì đây, Hokano Sen, Shinoho ga Hikisarite, các cái gì đây nhỉ Các cái uh, vận động viên khác ấy, thì được uh, thiên vị hơn, được yêu đãi hơn. 自分がうまくできない試合で活躍できないのは環境が悪いからだ Cái lý do mà bản thân mình chơi không tốt Bản thân mình không thể uh, phát huy được tốt ở trong trận đấu Là bởi vì cái cái môi trường, cái hoàn cảnh nó, nó không tốt, nó tệ Lỗi là tại huấn luyện viên Hokano Kami Awanai Bởi vì không uh, cái, cái lối chơi ấy Nó không ăn ý với lại các vận động viên khác Đấy thì desu. toàn bộ những cái này này là cái suy nghĩ của các cái vận động viên các vận động viên đấy họ làm sao các vận động viên đấy họ cứ tưởng là họ cứ tưởng là họ cứ ngỡ là họ đã đang cố gắng ở một mức độ nào đấy rồi đấy các vận động viên ấy mà cứ ngỡ rằng cứ cho rằng là mình đang cố gắng một ở một mức độ nào rồi thì sẽ thường có cái cách suy nghĩ như thế này đây các bạn thấy rõ ràng là đang đổ đổ lỗi đấy tiếp theo người ta nói gì Uma cử na rửa tai mềm nhỉ ạ? Dì bưng gì xin tô mực kia tê rửa tô sư đề bà. Số cô nhị mà mà vào đi vào. Ít Đó là uh, giả sử này. Uh, giả sử ấy, Mưu kia là đối mặt nhé. Giả sử mà chúng ta đang đối mặt với chính mình để chúng ta trở nên giỏi hơn ấy, thì tại đó những người xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ một cái sự liên quan, một cái sự liên hệ nào hết. Khi tố mono no ni suru no wa daku Khi ni suru no wa koto to onaji Cái việc đổ lỗi tại người khác, đổ lỗi tại thứ khác ấy, thì là điều rất là đơn giản nhàn hạ, thoải mái. Nhưng mà nếu mà cho phép tôi được nói thì cái việc mà đổ lỗi cho người khác hay là đổ lỗi cho thứ khác này nó cũng giống như là nó chả khác gì là đang chạy trốn. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ăn cái nào hợp với ý của người ta. Một là để trở nên giỏi hơn thì không được đổ lỗi cho xung quanh. Đúng rồi, đúng là một nhá Trùng khớp với cái nội dung gì đây? Trùng khớp với cái nội dung của câu này này. Để trở nên giỏi hơn thì xung quanh họ không có bất kỳ một cái gì đây một cái liên quan một cái liên hệ gì hết rồi thì đổ lỗi cho người khác và gì nhỉ và thứ khác ấy chả khác gì là mình đang chạy trốn đấy thì đồng nghĩa với cái việc là gì nhỉ à để mà mình giỏi hơn ấy thì mình không được đổ tại xung quanh câu số hai Uma kunari tai nara mawari ni awasete này nếu mà muốn trở nên giỏi hơn thì không được hòa mình vào xung quanh, không được để cho bản thân mình là làm phù hợp không được làm phù hợp với xung quanh không hề nói cái điều này nhá sai câu số 3 này nếu như nhận được cái đánh giá xấu từ những người xung quanh ấy, thì mình phải thừa nhận không hề nói câu 4 à, mặc dù bản thân đang đang nỗ lực thế nhưng mà gì thế nhưng mà đôi khi ấy cũng sẽ không được xung quanh đánh giá công nhận không hề nói như vậy đúng đây sẽ phải đáp án số 1 đã chính xác đấy thì đấy là chúng ta đã chữa xong